xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và gặt hái nhiều thành công nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn và thương nhớ Sài Gòn thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều vâng kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề của uh, nghệ sĩ uh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà <laughs> lại có biến và Hồ Ngọc Hà sau khi nghe có trộm vào nhà thì Kim Lý trong của Hồ Ngọc Hà lại lo sợ là mất đi chiếc nhẫn cưới. Và một cái tin khác về nghệ sĩ nữa đó là à, diễn viên Midu khó chịu khi phải đóng cặp yêu nha với Lê Dương Bảo Lâm và nói một câu rất vui đó là xấu quá, nhìn phát ớn, sao yêu được. <laughs> vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ và những tin tức vừa rồi. Hồ Ngọc Hà lúc nghe trộm đột nhập Kim Lý lo là mất đi những cưới. Hồ Ngọc Hà nói Kim Lý quảng hốt hơn cô khi được báo tin là trộm trộm đột nhập và biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh sợ mất những cưới của cả hai. Ca sĩ ra mắt MV Cô Đơn Trên Sofa hôm 19 tháng 10 cũng như sắp thực hiện show lớp son thương hiệu của Hà Hồ trong dòng Ballad ở Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dịp này, ca sĩ lần đầu nói về việc bị trộm, đột nhập tại biệt thự, lấy đi tài sản khi cô và chồng ở Mỹ, cũng như là biến cố sức khỏe của mình. Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật vào công việc người mẫu, sau đó bén duyên với ca hát gần 20 năm là ca sĩ cô có nhiều hit, đa dạng thể loại từ pop, ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình giọng hát Việt X Factor và The Face. Năm 2017, cô hẹn hò với diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai một gái đặt tên là Leon và Lisa. Sau đây chúng ta cùng chia sẻ một số bình luận của khán giả nha. Quang Hưng, những cưới không đeo ở tay thì mất hay không, có khác gì đâu. Queen Kens, thú thật nghe Hồ Cộc Hà nói còn khó nghe hơn là tiếng Anh, còn hát thì đúng là chịu thua. Poet Princess Vian, thính lực của mình liệu có vấn đề gì không nhỉ? Chưa từng nghe rõ hết lời bài hát của ca sĩ này viên dục Yêu nhau thế mà nhẫn cưới không đeo để ở nhà Cái nhẫn cưới dù cho đắt thế nào đi nữa Cũng chẳng nói lên điều gì Asmen 005 Ô hay, tưởng nhẫn cưới là phải luôn đeo ở ngón tay chứ nhỉ Sao cứ lại để ở nhà Sau loạt sự cố thì Hồ Ngọc Hà tiếp tục lại gặp biến. Gặp biến như thế nào? Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chia sẻ. Tối ngày 19 tháng 10, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ háo hức với MV Cô Đơn Trên Sofa với màn comeback lan nhạc lần này Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả khi lần đầu kết hợp cùng Tăng Duy Tân, chủ nhân bạn thích bên trên tầng lòng. Giai điệu ca khúc được nhiều khán giả nhận xét rất bắt tay, mang đậm tính chất trưng của Tân Duy Tân. Nửa đầu ca khúc được phối theo phong cách quen thuộc của Hồ Ngọc Hà. Và nửa sau là ca khúc là đoạn Big Drop, sặc màu Tân Duy Tân như dạ vũ bên trên tầng lầu. Thế nhưng mới đây, giai điệu ca khúc này của Hồ Ngọc Hà đã bị bộ, bộ phận gian mạng cho rằng giống như khá nhiều ca khúc khác như xem như em chẳng may. Seorita, một cú lừa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cảm nhận của một bộ phận của người nghe mà thôi. Chưa có bất kỳ minh chứng nào việc sáng tác của Tăng Duy Tân có đạo nhái hay là không. Nội dung MV xoay quanh những người phụ nữ xinh đẹp, thanh đạt nhưng đều chịu nhiều tổn thương trong tình yêu. Sự xuất hiện của si mẫu anh Thư Hoa hậu hương giang á hậu hoàng quanh cùng diễn viên quỳnh lương đặc biệt khiến người xem chú ý không cường điệu câu chuyện theo hướng drama mv cô đơn trên sofa cùng những hình ảnh ẩn dụ đầy nghệ thuật với thông điệp dám cầm lên thì bỏ xuống được mv cô đơn trên sofa truyền tải thông điệp nữ quyền mạnh mẽ của hồ ngọc hà Mido khó chịu khi phải đóng chung với lại Lê Dương Bảo Lâm và cô cười nói rằng xấu quá nhìn phát ớn sao mà yêu nổi. Với phong cách hài hước lầy lội, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ nhận vai chính diện đóng cặp chung với lại Mido trong dự án điện ảnh mới đây. Điều này khiến cả hai không khỏi quan mang lo lắng trong lần đầu hợp tác với nhau. Mới đây đạo diễn Lực Vân công bố dự án điện ảnh mới và hé lộ những thông tin đầu tiên về bộ phim sắp được khởi quay đáng chú ý là Lê Dương Bảo Lâm cũng có mặt trong tác phẩm mới với vai diễn có tính trái ngược hoàn toàn với hình tượng hài hước. Sôi nổi ngoài đời, bất ngờ hơn thông tin cây hài Đồng Nai sẽ đóng cặp với Midu trong dự án lần này khiến nhiều người thích thú, xen lẫn, hoang mang. Bản thân của Midu cũng không khỏi ngỡ ngàng khi kết đôi với hai ngôi sao này trong một đêm, cô thừa nhận lần đầu tiên nghe đạo diễn Lưu Vân báo là tôi sẽ diễn chung với là anh Lê Dương Bảo Lâm. Tôi bị sang chấn tâm lý và hỏi lại Lưu Vân là xem là ai có thật sự là anh Lâm hay không, có đúng là chúng tôi đóng vai yêu nhau trên phim không và đạo diễn xác nhận là đúng như vậy. Mỗi khi gặp nhau ở các game show, cô hoàn toàn bị nam nghệ sĩ giành nổi hết, lấn ác. Minu kể đến ngày dàn diễn viên quay teaser chụp hình chung, cô bị hết hồn vì sự ga lăng, ân cần của Dương Lâm. Nữ diễn viên đùa rằng quán quân cười xuyên Việt năm 2015 đang từ từ nhập vai. Còn Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ để đảm nhận tốt vai diễn của mình. Anh đã đi tìm đến đàn anh Kiều Minh Tuấn với mong muốn à, được sự góp ý nè hỗ trợ về mặt chuyên môn nam nghệ sĩ cũng đi tìm song luân và những người bạn làm trong giới phim ảnh để được giúp đỡ cây hài 33 tuổi hy vọng anh sẽ được mọi người đón nhận khi tham gia phim mới bởi bản thân thực sự là tâm huyết nghiêm túc với vai diễn lần này 10 năm hoạt động nghệ thuật Dương Lâm muốn làm mới hình ảnh của bản thân mình thay vì chỉ được biết đến với sự hài hước và sôi nổi. Anh cũng bày tỏ sự cảm kích khi đạo diễn Lúc Vân trao cơ hội lột xác trên màn ảnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho dự án này. Hy vọng mọi người cũng ủng hộ tôi với một vai trò mới, một nhân vật mới, một Lê Dương Bảo Lâm có thể biến quá đa dạng hình ảnh hài hước uhm... Cùng thể hiện một nhân vật có chiều sâu nội tâm cũng được, diễn viên 33 tuổi bài tỏ. À phải nói thật sự là Midu mà đóng chung với là Lê Dương Bảo Lâm Thì nó là lạ quý vị ha. Midu thì được mọi người biết đến là một người hiền lành, một người cô gái dễ thương, thùy mị mà Lê Dương Bảo Lâm thì ôi thôi nói nhiều mà năng nổ sáo động hai cái người này phải nói là hoàn toàn khác nhau từ mặt tinh thần về cách nói chuyện về cách sống mà bây giờ phải kết hợp đóng chung với nhau à, là một cặp yêu nhau trong bộ phim này tôi cũng phải chờ lại coi coi, coi bộ phim này có hai người có ăn khớp với nhau hay không hay là sẽ có những tình tiết à, đáng nhớ và rất dễ thương trong cái bộ phim mới này của hai người chuyện gì cũng phải có lần đầu phải không quý vị ha Thái Hòa, vợ hy sinh để tôi được sống với nghề. Diễn viên Thái Hòa nói biết ơn Hồng Thu, vợ kém hơn 11 tuổi, ở nhà chăm con, vùng vén máy ấm để anh được sống trọn với nghề. Thái Hòa trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong phim truyền hình Mẹ Rơm. Đạo diễn Phương Điền, dịp này anh kể về áp lực làm mới bản thân quá từng vai diễn. Niềm hạnh phúc khi có vợ con làm chỗ dựa tinh thần quá trình anh đảm nhận vai mô gù, người đàn ông khuyết tật trong mẹ Rơm ra sao? Phim được quay ở một miền quê heo hút ở Phan Rang Ninh Thuận. Điện thoại có khi còn không bắt được sóng, mỗi ngày tôi phải vác cái gù giả trên lưng nặng 3-4 kg trong thời tiết nắng gắt. Mấy vài ngày mới có vài ngày thôi mà có thể mới điều chỉnh được Quá trình quay dưới trời nắng nóng, da tôi bị phồng rộp. Sau đó, tôi có các cảnh dầm suối ở rừng sâu nên da nhiễm trùng, nổi mụn nhọt, đau nhức. Tôi phải xin ekip nghỉ vài ngày đi xét nghiệm. Bác sĩ yêu cầu nghỉ một tuần, nhưng một hai ngày là tôi trở lại quay tiếp vì phải chạy đua với thời gian phát sóng. Tôi còn bị ảnh hưởng cột sống vì phải tập đi khòm lưng suốt ngày, với tôi, mỗi vai diễn đều có áp lực riêng, nhưng cuối cùng thì áp lực đó xuất phát từ bản thân. Anh em trong ekip động viên với nhau rằng những trở ngại này sau khi phim kết thúc sẽ trở thành một kỷ niệm đáng giá. Vì sao hai năm qua anh không đóng phim điện ảnh mà ưu tiên cho màn ảnh nhỏ? Đó là một lời hỏi của phóng viên. Thời điểm này, tôi thích đóng phim truyền hình vì cảm giác sống lâu hơn với vai diễn. Với tôi, phải vào những vai nặng ký, nhiều trải nghiệm như thế này mới sướng vì được cháy trọn cùng với lại nhân vật. Ở tuổi này, tôi dồn sức cho các vai diễn chạy tới chạy lui lỡ năm 10 năm nữa. Không đủ khả năng đảm nhận các dự án như vậy, tôi sẽ tiếc nuối lắm. Một số kịch bản, phim rạp được gửi đến xong tôi chưa hào hứng mấy. Công việc của anh giúp trang trải anh cuộc sống ra sao? Thu nhập của tôi chủ yếu là đến từ đóng phim, truyền hình, phim chiếu rạp, quảng cáo, gia đầu tư, một số tác phẩm. Làm diễn viên thì không thể dư dạ, nhưng tôi thấy uh, tự thấy bản thân của mình và gia đình cũng không có thiếu món gì đâu gia đình là chỗ dựa cho anh ra sao à, trong những cái áp lực trong nghề thì thái hoài trả lời một thời gian tôi ngưng diễn vì mất cảm hứng với phim ảnh một phần do stress ở chuyện cá nhân tính tôi từ nhỏ đến lớn thích ở một mình nên ít có bạn bè những lúc ấy vợ giúp tôi tháo gỡ dần các khúc mắt trong lòng vì cô ấy là người hiểu tôi nhất Tôi thường ví vợ tôi như đống sáng luôn bên cạnh, giúp tôi không bao giờ lạc đường. Cô ấy cũng hay đọc kịch bản và góp ý, nhưng rất tôn trọng chồng, không muốn tôi phải làm cái này, làm cái kia nếu mà tôi không thích. Vợ là người hiểu hơn hết những khổ cực của tôi trải qua trên phim trường nên không có đòi hỏi gì. Trong nhà tôi kiếm tiền chính nhưng vợ chú toàn mọi thứ. Cô ấy lo đối nội, đối ngoại chăm con ăn học để tôi không bận tâm tập trung đòi đi đóng phim lúc rảnh thì à, tôi thích vui vầy bên các con chơi PlayStation uống cà phê cùng con trai lớn với vợ cũ đó hoặc xếp à, legal với đứa con nhỏ à, có một cuộc sống bình thường như bao người tôi thấy mình không cần phải mơ ước gì thêm nữa một số đồng nghiệp khen tôi à, chịu khó tìm tòi nghiên cứu kịch bản với tôi sự nghiêm túc với nghề là điều ai cũng có thể làm được cái khó nhất là những thử thách trên phim trường yêu cầu sự tập trung để khóa thân trọn vẹn vào trong phim. Tôi không sợ bị rêu ngủ trước những lời khen vì luôn cảm thấy cần cố gắng hơn và hơn nữa, một số đàn em như Cao Thái Hà nói nhận lời đóng phim với là À, Cao Thái Hà có nói rằng là nhận lời đóng phim á, là vì Thái Hòa, là vì tôi. Nhưng tôi không dám nhận. Có lẽ tôi thường lo lắng và kỹ tính vì khối lượng công việc quá lớn khi quay phim truyền hình. Từ đó, truyền nổi lo ấy đến các đồng nghiệp. Điều tôi xem trọng hơn là sự nhìn nhận của khán giả ở bước cuối sau khi phim lên sóng. 25 năm theo nghề diễn anh nghĩ gì về danh xưng ông hoàng phòng vé tôi thấy mệt với danh xưng đó hơn là tự hào thực chất tôi đóng phim lỗ nhiều hơn là lời điều quan trọng với tôi là mỗi lúc nhận vai được sống trọn vẹn với nhân vật ngoài ra tôi cần nhìn thấy nhiệt huyết của đạo diễn phải nói là thái hòa rất có duyên khi đóng phim phải không quý vị tôi rất thích coi và cái cách diễn sức của Thái Hòa đóng vai à, hiền lành chất phát thật thà cũng được mà phản diện cũng rất là hay. Tôi vẫn quan sát thị trường và thấy nhiều phim việt gần đây bị lỗ, tôi nghĩ âu đó cũng là điều tốt. Người làm phim được dịp nhìn nhận lại mình, thay vì cứ nói phim việt như thế này là được rồi, thị trường thì công bằng lắm. Nếu phim hay, khán giả sẽ tự khắc đón nhận. Và chúng ta cùng tìm hiểu một chút xíu về lý lịch của Thái Hòa. Sinh năm 1974 tại Sài Gòn, sau thành công trên sân khấu hài, anh gây ấn tượng trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Để mai tính, Long Rùi, Cưới Ngày Kẹo Lỡ, năm 2020 anh tham gia bộ phim Tiệc Tăng Máu, Tiệc Trăng Máu của đạo diễn Quang Dũng, tác phẩm lọt vào top 5 doanh thu của phim Việt cao nhất mỗi thời 100 75 tỷ đồng. Năm 2021 anh có mặt trong tác phẩm truyền hình Cây táo nở Khoa. Ngoài diễn xuất, anh còn là người biên kịch, tác giả của hai tác phẩm ăn khách Người vợ ma và Quả tim máu. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ thông tin về nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà rồi Thái Hòa. À, vâng, xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an hạnh phúc bên gia đình xin chào